Bún bánh Kinh Môn xin chào bà con. Tiếp tục ngày hôm nay thì lại lên sóng giới thiệu cho cả nhà tham khảo một mẫu sedan hạng C các bác nhé. Một chiếc bún bánh với giá thành chưa bằng một chiếc xe máy đâu các bác nhé. Giá thành chưa bằng một chiếc xe máy đâu. Giá thành rẻ hơn cả xe máy luôn. Đấy, rẻ hơn xe máy luôn. Mà chúng ta đã sở hữu một chiếc bún bánh đi lại tránh mưa tránh nắng rồi. Một mẫu sedan phân khúc hạng C đến từ thương hiệu xe Ford các bác nhé. Đến từ thương hiệu xe Ford của Mỹ. Tổng thành sân vỏ màu bạc rất là đẹp luôn các bác này. Và thân xe thì được bác chủ xe dán thêm để can trang trí đây. Xe được mang tên tư nhân biển Thủ đô 30A01418 các bác này. Xe lên form mới các bác nhé. Xe lên form mới là form đèn ống này. Ở những mẫu xe phiên bản thiếu thì chỉ có 1.6 thôi. Form đèn ống đèn bi nguyên bản này. Sơn xi thân vỏ đẹp. Tăng kiểm tháng 6 năm 2022, dàn lốp Michelin bác chủ xe vừa mới thay xong này, 195/50R15. Đây cái đánh này. Lấy xe thì chúng ta không phải lo phần lốp lác rồi. Bộ mâm nguyên bản này, trang bị phanh đĩa bốn bánh túi khí an toàn, gương kính chỉnh điện. Đấy, một chiếc xe phiên bản đủ nhá. Để nói chất lượng của dòng xe này thì các bác hoàn toàn yên tâm, nếu bác nào còn đang lăn tăn hay đắn đo chất lượng của dòng xe này thì mọi người hoàn toàn yên tâm nhá. Vì những mẫu xe này bản thiếu đã đều được các hãng taxi sử dụng để chạy dịch vụ thời điểm dòng xe mới ra các bác nhá. Đó. Các hãng taxi còn sử dụng thì mọi người hoàn toàn yên tâm mua dùng rồi. Đây là phần dưới là phần lước, em vừa rửa lước lãi em quay cho các bác thôi. Đấy, thân đi thân vỏ đây, form dáng này, rất là trường xe. Đi rất là êm ái đối với dòng xe Forester đây. Xăng cộ ăn rất là tiết kiệm, rất là hợp lý thôi. Loanh quanh 6 đến 7 lít thôi, rất là kinh tế này. Đồ đạc phụ tùng thì các bác cũng hoàn toàn yên tâm nhá. Đồ đạc phụ tùng của dòng Forester này thì luôn rất là sẵn có và luôn rất là dễ tìm và giá thành cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, một mẫu xe lành nhất của thương hiệu xe Ford đây. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn, một chiếc xe không taxi dịch vụ các bác nhé. Chiếc xe này của em là không có taxi hay dịch vụ gì cả nên là các bác yên tâm khi sở hữu xe. Các chi tiết nội ngoại thất còn mới như 2012 luôn. Đầu đài nguyên bản này. Ghế bọc da màu kem này, bậc lên xuống này. Đấy, trần để cũng vậy này, rất là sạch sẽ nhé. Chiếc xe còn giữ được keo chỉ zin 100%, không có tai nạn đâm xô ngập nước nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Rút hồ sơ sang tên bình thường. Chỉ với 115 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được chiếc Forester. Sản xuất năm 2002 các bác nhé, phiên bản số sàn và đủ máy 1.8 này. Nội thất thì rất là rộng rãi này. Cửa gió điều hòa thứ hai này. Đó, mùa nắng này thì mùa hè này chúng ta không phải lo lắng rồi, ngồi đằng sau thì cũng không sợ nóng rồi. Từng chi tiết của xe này rất là đẹp mới luôn. Với cửa tiền 115 triệu đồng thôi là các bác đã sở hữu được chiếc Forester rồi. Một mẫu sedan phân khúc hạng C hạng sang này. Khung gầm của xe này các bác cũng yên tâm nhá. Không có mục ngoặt một chút nào luôn này. Trừ ống xả có han gì thôi, một tí han gì thôi, còn đâu tất cả khung gầm đây. Sàn taxi thì không có mục ngoặt một chút nào nhá. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn, rất là cứng, không có điểm gì phải chê đối với chiếc này. Không có điểm gì phải chê đối với chiếc này, mỏ rất là mỏng các bác nhá. Thiết kế đuôi xe đây. Cảm biến va chạm này. Có màn hình cam lùi lắp đặt sẵn rồi. Đây, trước là bác chủ xe lắp màn hình cam lùi ở trên gương này, nhưng bác chủ xe khi bán xe cho em là bác chủ xe đã tháo rồi. Đấy, gương kính chỉnh điện nhá. Nội thất ghế bọc da mới đây, dàn lốp mới, đăng kiểm tháng 6 năm 2022. 115 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được chiếc Forester này rồi. Khoang chứa đồ rất là ổn đúng không ạ? Rất là rộng rãi. Lốp sơ cua đồ đạc đây, khung gầm sàn đây. Em sẽ cho quý vị xem này. Rất là đẹp luôn ạ, không có mục ngoặt gì cả đúng không ạ? Đấy. Mọi người quan tâm xe thì cứ liên hệ cho Bon Kinh Môn nhá. Số điện thoại 0354 152 888. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Chiếc này xe này thì em có giao xe trên toàn quốc luôn nhá. Keo chỉ zin 100%, cam kết cho cả nhà là không có tai nạn đâm xô hay ngập nước gì cả nên là mọi người hoàn toàn yên tâm khi sở hữu chiếc xe này. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn con nhá. Nội thất rất là đẹp luôn. Các chi tiết đồ nhựa điều hòa Z. Một chiếc xe không một lỗ nhỏ luôn. Với cửa tiền 115 triệu đồng thôi, giá chưa bằng một chiếc xe máy SH đâu. Đấy, gương kính cục xe luôn nhá. Gương kính chỉ chạy cục xe luôn. Giá 115 triệu đồng. Đây, khoang máy đây, lỗ êm này, rất là sáng các bác nhá. Không rung giật, không có hơi thừa, không chảy dầu mỡ. Đầu răng taxi tất cả nguyên bản hết các bác nhá. Tất cả nguyên bản hết này. Máy đây, lỗ êm thì thầm đây. Cực kỳ là ngon luôn. Cửa tiền 115 triệu đồng thôi. Các bác quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho Bon Kinh Môn nhá. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.
Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo nhé.